từ bộ từ
Okay, but the reading text and all that, they are not, they are detected for the domain for the domain. Vào một cái nền, mà cái nền đó thì tùy cái bài toán của mình, có thể là số thực dương, có thể là true false, tức là một cái biến boolean, có thể là các cái quan hệ ở trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó tùy theo bài toán của mình thì nó sẽ có cái domain riêng cho nó. Thì cái set factor đó nó sẽ gắn với một bộ giá trị của cái biến mà chỉ có 500F thôi, nó sẽ gắn một là cái giá trị. Thế thì với cái cách thiết lập như thế này là mình đã có thể nghĩa được rất là nhiều bài toán sum product của bài toán rất là phổ dụng ở trong graphical models, max product cũng vậy, constraint satisfaction hay là CSP là một bài toán cực kỳ tổng quát mà trong tất cả các sách về AI sẽ có ít nhất là một vài chương về CSP. Đây là một ví dụ mà mình thấy hàng ngày về CSP. Mình đọc báo thì mình hay thấy có cái không biết tiếng Việt gọi là gì, password puzzle, khối chữ. Thì ở trong khối chữ thì thường là nó sẽ có những cái những cái ô kiểu thế này, xong rồi nó bắt mình điền chữ vào. Mà có một số ô thì thật ra là nó trống, nó không có không phải những cái ô khác thì mình phải để chữ vào. Thì thật ra đây giả sử như mình sử dụng chương trình máy tính để giải cái bài này thì nó chính là một CSP. Ví dụ như này, ví dụ mình lấy cái hàng đầu tiên, cái hàng đầu tiên sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nó sẽ có 7 ô. Thì giả sử như mình có một cái từ điển ở ngoài và trong đó mình sẽ có một cái relation, một cái quan hệ là có của tất cả những cái từ trong từ điển mà có phải ký tự. Thế thì chắc chắn là cái từ mà mình điền vào đây là nó sẽ phụ thuộc về một trong những cái hàng của cái relation đó. Xong rồi nếu mà mình nhìn vào câu này và cái cột chiều dọc này thì nó lại thuộc về một cái relation ở trong cái tự điển mà gồm có 4 ký tự. Và ở đây rõ ràng là cái constraint của nó là một cái conjunctive constraint, tức là tất cả những cái relation này đều được thỏa. Có relation 7, relation 4, 4, vân vân. Đây sẽ có một cái relation là với bậc là 3. Từ đây mình có thể xây dựng ra một cái đồ thị như thế này. Mỗi một cái ô ở trong này là một biến. Mỗi một ô là một biến. Tại vì cái ô đấy nó sẽ phải lấy một giá trị là một ký tự ở trong alphabet. Thì cái tập biến này nó sẽ tạo thành một cái factor ở trong cái tập biến này cũng là một cái factor khác. Thế là cuối cùng mình lấy tập tử của tất cả các biến ra thì mình sẽ được một cái hypergraph tự chịu. Xong rồi giải bài toán puzzle thì sẽ biến thành bài toán satisfaction, tức là mình đi tìm xem là có tồn tại một lời giải sao cho tất cả những cái từ thì đều thỏa mãn, có nghĩa là nó phải thuộc về cái relation. Thì thường là người ta thiết kế cái crossword puzzle thì người ta thiết kế để sao cho có một lời giải duy nhất. Thì cái đó là cái khó của việc thiết kế cái puzzle. Còn nếu mà thiết kế không thôi thì dễ. Thế thì mình có thể đảo cái bài toán này lại, mình nói là bây giờ thay vì là mình phải viết chương trình để đi giải cái puzzle, mình có thể viết chương trình để đặt ra puzzle, để tạo, để sinh ra, thì cũng làm cái kiểu đó. Tất nhiên là phải có rất nhiều cái heuristics khác để cho nó chạy, để nó hiệu quả. Nhưng mà mình chạy thì là ngẫu nhiên thì nó sẽ không được hiệu quả. Đấy thì mọi người thấy là cái cách cài đặt này là cực kỳ quan trọng. Và một cái điều rất là ngạc nhiên là
mới gần đây tôi mới phát hiện ra là tất cả những bài toán này có thể được giải quyết bằng cùng một lớp các thuật toán. Thì mình từ từ mình sẽ tiến đến đó, sẽ giải một ít lý thuyết. Thì hôm qua mình kết thúc bằng một cái câu hỏi là những bài toán này rất là khó, ví dụ như là bài toán sân to đấy, thì đó là Sharpe-Hart, Maxwell là Sharpe-Hart vân vân, và nguyên tắc là những bài toán khó sẽ bị tại sao cơ sở dữ liệu có thể chạy được nhanh và không bị vấn đề gì cả. Một cái bài toán tổng quát nhất của cơ sở dữ liệu là P-space complete. Khó hơn là em thì vai có 82 có kết luận là cái cách mà mình phân tích em thì mắc là sao kỳ rất thì nó tùy vào cái ứng dụng của mình đang làm việc. Có một số ứng dụng thì bản thân cái công thức này rất là dài, nhưng mà cái một cái relation thì là rất là nhỏ, và một số ứng dụng khác thì công thức thì rất là nhỏ nhưng mà relation là cực kỳ lớn. Ví dụ như trong đường điện thường là cái công thức nó nhỏ thôi, cái crossword puzzle nó chỉ khoảng 10 hay bao nhiêu thôi, nó nhỏ, nó không có kiểu đi đến 1 triệu, nhưng mà cái đường điện thì nó lại lớn, nó chạy cả trăm ngàn. Thì đây là một loại ứng dụng. Loại ứng dụng thứ hai là cái công thức thì rất là lớn, ví dụ như là mình dùng cái bài toán mô hình cái bài toán tô màu tô ba màu này, thì lúc đó thì bản thân cái công thức này nó rất là nhiều, nó rất là lớn, có thể lên đến cả triệu, và cái cách là đó tùy theo cái đồ thị mà mình muốn tô màu là bao nhiêu. Thì ông ấy gợi ý là bây giờ mình có thể tùy theo cái ứng dụng của mình mà mình làm, mình đặt ra cái giả thiết. Thì một loại giả thiết thì mình sẽ nói là bản thân cái công thức đó là rất là nhỏ, thì nó gọi là expression biểu thức. Thì cái expression nó chính là cái này, cái mà mình cũng biết là cái expression. Và cái bài toán của mình là đi đến giá trị của cái expression. Thì trong một số trường hợp, ví dụ trong cơ sở dữ liệu thì thường là cái expression nó bé hơn, mình biết là một cái simple là nhưng mà cái dữ liệu thì rất lớn, từ trên đến cả tỷ, là 10 tỷ. Đó là một dạng. Thì những cái bài toán khi mà mình giả sử như vậy thì có nghĩa là mình đang nói là mình đánh giá cái độ phức tạp của bài toán dùng data complexity. Một cái loại giả thiết thứ hai là khi mình giả sử là bản thân những cái relation hay là những cái factors thì có kích thước nhỏ. Nên trong bài toán tô ba màu thì những cái factors có kích thước nhỏ, nhưng mà cái biểu thức thì nó lại rất là to. Thì khi mà mình đánh giá độ phức tạp của bài toán dùng cái giả thiết này, mình đang làm việc trên expression. Thực kỳ dễ giải quyết.
là tại vì nếu như mà mình giả sử là cái biểu thức này là hàm số thì nó nghĩa là tổng số factor cũng là hàm số và tổng số biến cũng là hàm số, thì cái kích thước của cái expression thì nó cùng lắm là bằng tổng số factor nhân với tổng số biến. Nếu mà tổng số biến là hàm số thì có một thuật toán cực kỳ đơn giản để giải quyết bài này. Đơn giản là mình chỉ cần ví dụ như mình có bài toán là có n biến ha. N biến có nghĩa là trong cái đồ thị này có n tỉnh và có n và mình giả sử là cái domain của tắc biến là có kích thước là d. Thì mình có thể giải quyết tất cả các bài toán đó trong thời gian khoảng chừng d đến tự n này. Và đây là thuật toán cơ bắp, mình đi qua tất cả các cách gán biến. Và nếu như mà cái số n này mình đang giả sử là hàm số thì cái này xem chừng như là một giả thức. Và như vậy thật ra là không, cái giả thiết này nó chỉ là một cái sấp xỉ rất là tồi, nó dùng để giải thích được trong database thì bình thường mà cái giải thích này nó không đủ nguyên nhân giải thích được là tại sao chúng ta tập hợp được số. Nhưng mà đây là một bước quan trọng để cho mọi người tìm cách nhuyễn hơn để chia các cái bài toán này, tức là mình không chỉ dùng sharpie hoặc mv để nói mà mình dùng một cái tham số đó ví dụ như n, sau đó mình cố gắng mình ép cái tham số xuống và mình giải thích là tại sao cái tập toán tốt trong cái thời gian nếu mà cái tham số đó là số. Thì cái ý tưởng đó dẫn đến một loại phân tích độ phức tạp khác ở đây bạn nào là FPT còn ai đâu rồi cũng nhiều một độ phức tạp khác gọi là FPT là fixed parameter. Thì cực kỳ lớn, một tỷ bình
mà mình muốn đi tìm một cái logic follower nhỏ thôi, 10 là 100 thì mình có thể giả sử con số k đó là một hằng số. Nhưng mà nếu mà mình giả sử số k đó là một hằng số thì có một cái thuật toán tầm thử để tìm logic follower. Nhưng mình có tất cả những tập có kích thước là k mà mình kiểm tra ra những cái logic follower thôi. À, tổng số các tập có kích thước k sẽ là n cộng k. Thì n cộng k nó sẽ cộng tất khoảng từ n là một k. Nếu mà k là hằng số. Mà nếu các bạn có thể thấy đó là cái một cái thuật toán nhưng mà kiểu này nó cũng là polygon. Nhưng mà đây là một thuật toán rất là tổ. Tại vì n là 100, kể cả cho là hằng số mà hằng số là 100 cái hằng số đó mà nó nhảy lên số mũ là chuyện rất là phiền. Mà nhất là nó là số mũ của n. N là mình đang giả sử là có thể đi đến một tỷ. Đây là một cái rất tổ. Thế thì có cách nào tốt hơn để giải quyết vậy hay không? Ví dụ như vậy, tức là cái thuật toán lần lượt sẽ như thế này, nhưng mà sẽ cũng giả sử như mình có một cái thuật toán khác mà nó chạy trong thời gian giả sử như là 20k n. Giả sử là tồn tại một thuật toán như vậy thì rõ ràng là cái thuật toán tốt hơn mặc dù là k vẫn nằm trong số mũ. Nhưng mà cái cơ sở của nó thì nó là một hằng số, thì nếu mà n là 100 thì hơi hơi nhiều, nhưng mà ví dụ n k bằng 20 thì cái này vẫn còn có thể chịu được. Thế còn 1 tỷ mũ 20 thì quá không có được. Thì cái lý thuyết FPT thì nó sẽ nói là cái bài toán này sẽ gọi là fixed parameter tractable. Nếu như mà tồn tại một cái thuật toán dạng này, mà cái thời gian chạy dạng này, không phải là gọi. Tôi viết lại không? Thì mà nó là vertex follower là fixed parameter tractable. Nếu mà tồn tại một thuật toán chạy trong thời gian cỡ như vậy non-deterministic.
một cái cạnh bất kỳ trong đồ thị tổng. Xong rồi mình biết đó là ở trong một cái vertex cover thì chắc chắn là một trong hai điểm này tổng cũng như là đỉnh này. Tại vì tất cả các cạnh đều phải được cover thì một trong hai điểm này chắc chắn là chọn cũng như là đỉnh này. Thế thì mình tung một đồng xu, nếu mà đầu nó là lên mặt lên hết thì mình chọn đỉnh này, mà nếu mà theo mình chọn đỉnh kia. Giả sử vẫn sẽ không một phần hai. Thì sau khi chọn xong thì mình đã cover được tất cả những cạnh đó rồi. Thì mình không coi như là gọi mình bỏ cái đỉnh đó ra khỏi đồ thị. Xong mình đặt cho một cạnh khác mà chưa được cover, tức là cả hai đầu của nó đều chưa được chọn. Giả sử mình chọn cạnh khác như vậy, xong mình lại thu một số mình chọn cái đỉnh đó. Mình làm như vậy 3 lần. Thì làm như vậy 3 lần thì tất nhiên là sau khi làm xong 3 lần thì mình đã chọn được 3 điểm. Nhưng mà nó không có gì đảm bảo là cái 3 điểm mình chọn là một vertex cover cả. Nhiều lần như thế. Kể cả là nhiều lần thì nó đảm bảo. Thì cái mà tôi khẳng định là như vậy, nếu mà tồn tại một cái vertex cover mà với kích thước rộng ra, nếu mà tồn tại thì cái thuật toán này nó sẽ với xác suất khác không là nó sẽ tìm ra được, có thể xác suất rất nhỏ khác không. Một
không được chạy đều cùng cùng gieo ba lần, chúng tôi cũng phân xét không được chạy khác luôn. Tức là nếu mà mình nghĩ về phương án ngẫu nhiên hóa nhá, tức là ngay cái bước đầu tiên đó thì mình đã chọn 1/2 này với xác suất 1/2, xong rồi đến bước thứ hai thì mình chọn 1/2 đỉnh khác với xác suất 1/2 vân vân, và mình chỉ làm từ bậc cao lần thôi. Cho nên là nếu mà mình chạy cái thuật toán này một cách deterministic, một cách xác định thì đúng là mình chỉ cao bước và mình đến được một cái phân tích, một cái tập cao đỉnh nào đó, và cái tập cao đỉnh đó thì không đảm bảo là logistic cover. Tức là mình chọn cái cao đỉnh mà mình không đảm bảo. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói nhất là nếu như mà mình may mắn từ đầu đến cuối luôn thì mình sẽ chọn được ít nhất là một cái đường dẫn mà đến được đúng cái vertex của mình. Và nếu mà tồn tại, nếu không tồn tại thì tất nhiên là không có cách nào để ở đây mình mới chỉ xét được cái chuyện gieo còn cái việc chọn cạnh ban đầu cũng ảnh hưởng chứ. Thế thì cái gọi là cái mẹo đang nằm ở chỗ đó, tức là cái khó khăn của cái mà mình muốn chứng minh là nằm ở chỗ đó. Nếu mà ta rất là hay mình sẽ chọn đúng tất cả các bước. Không, nhưng mà mình có một cái mà may mắn là ở trong cái vertex cover, những giả sử nó tồn tại trong cái vertex cover này, bản thân cái vertex cover này cũng sẽ phải chọn 1/2 đỉnh, tại vì nó phải cover cái cạnh này nên chắc chắn là phải chọn 1/2. Thế thì bây giờ mình giả sử như là mình may mắn và mình chọn đúng cái đỉnh mà vertex cover là chọn, thế là mình xong rồi. Đúng, tức là bây giờ giả sử những cái bước đầu tiên của mình là lúc may mắn, thì phần còn lại là mình phải quy, mình chứng minh bằng quy nạp thôi. Tức là nếu mà cái đầu tiên mình chọn đúng, thế thì cái vertex cover này còn lại k trừ một đỉnh, và mình có một cái bài toán giống hệt như vậy, thì là mình đã chọn được cái đầu tiên may mắn. Đấy là đại khái cái ý tưởng như vậy. Thì có một cái điều rất là thú vị là bây giờ cái thuật toán của mình đang là ngẫu nhiên hóa, đang là bất định, nhưng mình có thể chuyển nó thành một thuật toán xác định một cách rất đơn giản là mình chọn hết. Bây giờ mình muốn hỏi nếu như là trong cái đồ thì đều có những cái có một cái VC nó có kích thước nhỏ hơn k. Vâng. Thì nó đã như vậy thì không cần chạy đến k lần quá. Vâng. Lúc đó thì mình đã khi mà mình xóa tất cả những cái đồ này thì nó không còn mình nữa. Vâng. Thì mình có thể. Vâng. Đó là câu hỏi tốt. Mình có thể giả sử như nó có một cái vertex cover là kích thước nhỏ hơn k, thế thì lúc đó mình có thể thêm vài đỉnh nữa cho nó thành kích thước k. Bây giờ thì theo cái tập toán của mình là sau khi mình chọn thì tất cả những cái cạnh mà có đi ra từ điểm đấy thì mình xóa và tất cả các đỉnh đấy đi. Nếu mình làm như vậy thì lúc đấy không còn mình làm nữa. À, nếu mà chọn mình sẽ xóa tập toán của mình sẽ xóa các cạnh đấy đi, chứ mình không xóa các đỉnh đấy đi. Xóa các cạnh. Xóa các đỉnh đấy. Không, mình sẽ theo đỉnh này, mình xóa các đỉnh, xóa hoặc đánh dấu cũng được, thì đó mình xóa cạnh đi, xóa cạnh cái kè của cái đỉnh đấy, mình xóa tất cả những cái cạnh, tại vì những cái cạnh này là đã được. Mình xóa đỉnh đi, mình đã mất cạnh của mình nữa, mình chọn đỉnh đấy rồi thì mình xóa cả cái đỉnh mất luôn cả. Xóa cạnh. Không, mình xóa những cái cạnh, mình không xóa đỉnh. Nhưng mà câu hỏi của chị là có khả năng nào mà cái mình có xóa đỉnh cover không, nhưng mà nếu mà xóa đỉnh thì mình không nếu mà không xóa đỉnh thì mình không biết điểm tiếp theo là điểm gì, mình trong trường thì tất cả điểm luôn mình phải loại bỏ các điểm dần dần để về sau mình không cần phải rời qua điểm đấy nữa. Đúng, mình có ba cái điểm trên kia, cả ba cái điểm trên kia phải xóa, mà không lần sau thì sẽ phải trở lại ba cái điểm này. Không phải cái cạnh kề, ở đây chỉ xóa cạnh thôi. Xóa đỉnh tức là em bỏ qua ba đỉnh đấy, em không chuyển đỉnh về đỉnh mới nữa. Cạnh mình không quan tâm cạnh ở đây. Không, mỗi lần chuyển chỉ là chỉ để chọn cạnh, chọn cạnh, chọn cạnh, chọn cạnh. Nhưng mà từ qua cái cạnh đấy. Nhưng mà khi mà mình chỉ có cạnh, mình không xóa đỉnh. Đầu tiên mình nhặt cái cạnh, sau đó bây giờ mình gieo xuống. Thì
mặc dù nó tồn tại cái VC có kích thước đa chưa chắc kích thước đó sẽ là lại tìm ra. Vâng, mình có thể thử tức là đầu tiên là mình khẳng định lại là mình sáu cạnh đầu tiên mình khẳng định là mình chỉ sáu cạnh và không sáu đỉnh là tại vì bản thân cái logic cover này nó có thể chọn hai cái đỉnh của cùng một cạnh tại để nó cover một cái trụ cái cạnh khác cho nên mình không thể sáu đỉnh được thì mình chỉ sáu cạnh thôi và cái thuật toán sẽ là miễn là tồn tại một cạnh mà cả hai đầu nó đều chưa được chọn thì mình vẫn còn chạy cho đến cao bước nhưng mà với cái thuật toán này thì mặc dù có tồn tại cái VC mình chạy mình dùng cái thuật toán trong cái này mình sẽ chạy chưa mình có thể không phải em nghĩ cái cây này phức tạp hơn đấy tại vì sau khi mỗi lần mình chọn mình tu được xu thì mình chọn đỉnh sau mình xóa cạnh đi nhưng mà có trong cái tập cạnh còn lại mình phải chọn ra một ứng cử để xóa tiếp không thể cử thêm một trận bởi vì sao cái thứ chọn cái quan trọng cái lấy ra cái ứng cử tiếp theo là một trong hai đỉnh nó chắc chắn nó đủ về cái nghĩa cùng với cái xe cho nên cái trường hợp mà giả sử như là cái vertex cover đó nó cái vertex cover của ưu nó chọn bốn cái đỉnh này nhưng mà trong cái thuật toán của mình chọn cái đỉnh đầu tiên đúng mình xóa cạnh này chọn cái đỉnh thứ hai đúng mình xóa cạnh này chọn đỉnh ba đúng mình xóa cạnh này nhưng mà theo thuật toán của mình không còn có cách nào để chọn cái đỉnh đấy nữa nhưng mà mình nghĩ ra cách giải quyết không thật ra có cách giải quyết cũng đơn giản có kiểu này có được không? Tức là mình cứ xét tất cả các cạnh luôn xong rồi mình cứ tung được trùng từ đây tung nếu mà hai cạnh có trùng đỉnh vẫn chỉ lấy đỉnh đấy thôi tức là chọn danh sách cạnh gọi là mở cạnh xong rồi cứ tung được trùng nếu mà ví dụ như là hai cạnh mà đều tung vào cái đỉnh thứ hai thì cũng lấy nguyên cái đỉnh đấy thôi những cái thuật toán mà không có cái thành phần tham lam ở trong đó thì nó sẽ không tức là đây là mình có một thành phần tham lam là sau khi làm xong mình xóa tất cả những cái cảnh đã được có rồi không có thành phần tham lam đó là không chạy vâng thì cái cách giải quyết vấn đề này cũng như chị đã nghĩ ra là nó không khi mà cái trường hợp này xảy ra tức là cái vertex cover đó nó không phải là tối ưu nó có những cái gọi là spurious những cái đỉnh mà chúng ta gọi là thừa theo cái kiểu như vậy thì chỉ có cái trường hợp đó mình mới bị dẫn đến cái tình trạng là có khả năng thuật toán mình không chạy còn nếu như mà cái tình trạng này không thể đạt tại vì rõ ràng là nếu mà cái vertex cover thật mà nó có cái cấu hình thế này thì cái đỉnh đó thật ra là không cần thiết để dùng để cover mà nếu mà cái đó không cần thiết để dùng cover thì sau tối đa là ta có thể là chưa đến cao bước là mình đã tính xong tức là mình đã cover được hết tất cả các cho nên là mình sẽ tìm được một cái tập con của cái vertex cover mà chị đang lo là mình có thể không cao khám phá được thì còn tại vì đến cái lúc đó mình đã tìm được cả ba cái kia rồi mình đã tìm được một con mà lúc đó không còn cạnh nào mà cái lúc mình dừng được tại vì câu hỏi là có cách nào có tồn tại cái vertex cover có cái thứ ra được cả hay không cho nên là khi mà nếu mà mình dừng ở ba bước thì là ba nhỏ chắc mình trả lời là có luôn Thank you.
cái này nó lại không liên quan gì đến bài toán của mình lắm, nhưng mà nó là một cái quan sát rất là thú vị, là đại khái là cái thuật toán này chạy trong khoảng thời gian hai cũng là nhân với n ở đây thực ra là kích thước của bài toán để cho an toàn này, thì nó chạy trong khoảng thời gian 20k là tổng số tất cả những cái pháp cho đến cuối cùng, và trong từng bước thì phải kiểm tra xem là còn cái cạnh nào mà chưa được cover hay không, thì tối đa phải là khoảng n gần như là cái n. Em nghĩ trường hợp kia không quá quan trọng đâu, tại vì nếu cả tổng số rồi thì mình chạy từ một đến cả để kiểm tra xem là có vertex cover, là có độ lớn từ một đến cả. Tức là cái cây nhân vật của thầy vẫn có thể là cây nhân vật đầy đủ, không cần. Thì mình vẫn có thể chạy hết, nếu mà muốn, nếu mình vẫn có thể chạy hết thì không quan trọng. Không, tức là vẫn tránh được cái trường hợp, ví dụ như là cái đường đi nó không đầy đủ. Mình vẫn có thể chạy tiếp, tại vì thật ra cái thuật toán của mình không thể chạy tiếp được khi mà tất cả các cạnh đã được cover, không thể chạy tiếp được. Lúc đó thì nó sẽ còn một số những cái đỉnh nằm xem mình tất cả các cạnh mình xóa hết rồi. Cái thuật toán mình lúc đó nó phải dừng ở đâu ở giữa, thì mình không còn cạnh nào để cover được. Cái thuật toán tốt nhất hiện nay trong vertex cover mà thuật toán xác định là nó sẽ có cái thời gian chạy cỡ chừng, tôi không nhớ con số cụ thể, nhưng mà khoảng chừng đại loại là như thế này. Thì nó vẫn là một cái thuật toán chạy trong thời gian exponential, nhưng mà cái exponential nó không phải là hai, cái bay của nó phải là đấy. Thì đây là một ví dụ của exponential graphical problem. Khi mà mình đã phát triển một cái lớp độ phức tạp mới, thì mình cũng nên có một cách nào đó để nói là cái bài toán của mình không có phải là cái parameter, tức là cái gì nó nằm ngoài cái parameter. Mình có thể lấy những ví dụ đơn giản như vậy. Thì lớp P là cái lớp của những bài toán gọi là tác bộ của bài toán có đi thay. Thì cái mà nằm ngoài P đại khái là sẽ là MP cộng xích nhé. Và mình tin là cái MP cộng xích thì nó không có phần giao gì với P cả. Vâng. Thế bây giờ mình đang phát triển một cái lý thuyết mới. Mình có một cái lý thuyết là FPT. Ví dụ như vertex power này là FPT. Thì cái gì nằm ngoài cái tại vì đây là những cái loại phân tích bài toán khác với cũ, mỗi bài toán nó có một cái tham số và mình muốn đẩy cái tham số đó thành một cái cách để chia biến hơn cái sự làm đó, cái độ phức tạp của bài toán. Thì một trong những cái lớp như vậy nó gọi là lớp U1. Và ở đây mình lớp U1 thì nó sẽ đóng vai trò của NP. Và trong lớp U1 thì sẽ có một lớp như vậy có một lớp U1 cộng lý, giống hệt như NP cũng thích thật, nhưng mà nó nằm trong cái thế giới của những bài toán mà có tham số, có thêm một tham số. Và để chứng minh những cái điều như thế này, ví dụ như NP complete là gì? NP complete là lớp của những cái bài toán mà tất cả những bài toán trên ở trong lớp NP đều có thể được reduce, được chuyển giảm về nó trong thời gian đa thức. Không biết mọi người đã đa số là thiểu số đã lấy lớp complexity. Uh,
Thôi chắc là mình không nói quá nhiều về độ phức tạp. Thì đại khái mình có thể hiểu như này, nếu như mà mình chứng minh được là ngoài đó là W1 complete ấy, thì mình tin là nó không có phải là fixed parameter tractable. Tức là không có tồn tại một cái có nào có cái dạng như thế này. Mặc dù cũng giống như NP complete VP mình không biết đâu, đó là đấy là một cái giả thiết thôi. Nhưng mà mình không biết, là vẫn có cái khả năng là anh đi không biết được sự này. Khi bằng cái này thì anh đi không biết nó bị tìm mọng. Thì tại sao tôi muốn nói giới thiệu đến cái lớp như vậy? Là tại vì ở trong cái bài toán về ra luôn của mình ấy, thì sẽ có những cái vấn đề mà mình sẽ chứng minh mình là thuộc về lớp này. Và nếu chứng minh mình thuộc về lớp này, ví dụ như bài toán cây click thì hôm qua mình đã thảo luận là ví dụ như mình cho một trò chơi một cái đồ thị, mình muốn tìm hiểu xem là trong cái đồ thị này có một cái click mà kích thước là k hay không. Cái click là một cái đồ thị mà tất cả các cặp đều lớn nhau có kích thước là k hay không. Thế thì mình có thể viết cái bài toán cây quyết này thành một cái CSV. Ví dụ như free quyết thì mình có thể viết nó thành một cái CSV như kiểu này. Prefix nó chỉ đồng với bộ XYZ sao cho XY là một cạnh, YZ là một cạnh, YZ là một cạnh. Thì đó là prefix. Thì mình sẽ dùng nguyên tắc là mình có thể viết xuống cái query cho cây trước. Thì chúng ta sẽ cứ có k chọn 2 những cái điều kiện. Thì cái bài toán đó mình có thể chứng minh được là nó thuộc về lớp này. Và nếu mà nó thuộc về lớp này thì có nghĩa là nếu mà mình có một cái thuật toán, giả sử mình có một thuật toán chạy trong thời gian cho cây thức nhé, mà nó chạy trong thời gian giả sử như n từ k. Và đây là cái thuật toán đầu tiên như kiểu vertex solver là dùng cái thuật toán chạy như là n từ k, thì mình không còn cảm thấy quá thất vọng với cái thuật toán của mình. Hay là n từ k trên 2 n từ k thì tương đối tầm trung tại vì mình có thể có tất cả những tập hợp kích thước k và mình thể trang thế không. Nhưng giả sử mình có một thuật toán chạy như là n từ k trên 2 thì mình sẽ không cảm thấy quá là tội lỗi, là tại vì nó thuộc về lớp này cho nên là nó sẽ không có tồn tại một cái thuật toán mà chạy trong thời gian ví dụ hai chúng ta nhân n bình thường, cái này là không thể tồn tại. Cái mình đang tin thế có nghĩa là rằng under tất cả những cái global bound chặt dưới ở trong ngành máy tính là phải đều dựa trên một cái complexity assumption nào đó. Nhưng mà giữa hai cái này nó có tương đương với nhau, tức là bên trái thì là P với P đúng không? Bên phải thì FPT với W1 nhưng mà P cái nó không tương đương, tức là ít nhất là mình không có chứng chưa chứng minh được là nó tương đương. Đó là hai cái loại giả thuyết khác nhau. Tuy nhiên người ta có thể chứng minh được cái điều này, có thể chứng minh là đúng như là W1 mà bằng với FPT thì nó sẽ dẫn đến một cái điều gì đó mà liên quan đến cái này, nhưng nó không phải là cái này. Nó sẽ dẫn đến một cái điều là cái gọi là exponential time hypothesis nó sẽ sai. Thì exponential time hypothesis thì nó liên quan đến cái này. Theo nghĩa sau đây, cái hypothesis này là một cái giả thuyết thôi, nó cũng là một cái giả thuyết khác mà mình có thể chứng minh các sự khó ở giữa những cái giả thuyết.
cái này nó nói là cái bài toán preset này, cái bài toán là satisfiability là không có giải được trong thời gian là hai từ đến một cái lĩnh vực nào đó mà nó nhỏ hơn này. Cái này là chữ o nhỏ chứ không phải o nhỏ lớn. Ví dụ như là hai lĩnh vực em chia cho log n thì đấy là cái một cái hypothesis rất là nổi tiếng và cho đến nay thì nó cũng chưa chứng minh được là nó đúng hay sai. Nhưng mà mình có một số lý do để tin là cái hypothesis này đúng. Cho nên là mình cũng tin là cái này đúng. Cho nên nếu mà khánh tìm được một cái thuật toán mà chạy trong thời gian này thì có nghĩa là nhưng mà mình khi tìm và đã disprove được chứng minh chặn dưới. Chặn dưới có nghĩa là không tồn tại một thuật toán mang chạy trong thời gian bao nhiêu là chứng minh chặn dưới, là những cái vấn đề cực kỳ khó. Khó hơn chặn trên thì tại vì với chặn trên mình chỉ cần đưa ra một thuật toán thôi, mình xong rồi. Cái kia mình phải chứng minh là không tồn tại một thuật toán. Thế thì toán nghĩa là gì? Quy luật Turing machine hay là cái tương tự của nó phức tạp. Thì trong cái chỗ bài này tôi sẽ mô tả một cái chặn dưới mà tôi rất là thích mới làm ra được cái đường dẫn nhau mà là một cái chặn dưới hiếm hoi. Ok thì như vậy thì tôi sẽ không có nói thêm về cái này nữa, nhưng mà lần sau khi mà mình nói là một bài toán nó là đi quan trọng tích thì mọi người có thể hiểu là sẽ không có toán tồn tại những loại như thế này để mình biết cái giới hạn của mình đó. Thì cái hiểu biết về lý thuyết của phức tạp nó rất là quan trọng ở đó, là giả sử như ai đó ra cho mình bài toán mà mình có một cái thuật toán chạy trong thời gian như thế này rồi nhưng mà mình vẫn không biết là có tồn tại một cái thuật toán chạy tốt hơn hay không, thì mình có thể ngồi 2 năm sau vẫn tiếp tục đâm ngốc đầu ở trường, hoặc là mình biết thêm một chút nữa thì mình biết là cái này xem như vậy nhưng mà tốt không phải không phải thế lắm thì mình có thể dừng. Luôn luôn nó là một trò chơi song hành giữa chặn dưới và chặn trên. Tôi sẽ mô tả cái thuật toán chạy trong thời gian ta trên hai đó, nhưng mà một thuật toán cực kỳ quá luôn. Xem còn cái gì. Đây là hello.